Tập 15. Tôi... Ba, ba muốn nói gì vậy à? Cuối cùng tôi... Lão Tần, ông im miệng đi. Tôi không cho phép ông nói như vậy. Trước khi tôi đi, đi gì mà đi? Tôi nói là gián bài trước khi tôi đi. Lão Lý thua tôi 20 tệ, đã chuyển vào nguyên giáp chưa? Cái lão già này, lúc này rồi mà ông còn nhớ đến đánh bài nữa hả? Tôi nói mọi người phải nhớ chuyện này kỹ cho tôi đó. Sao mà tôi lại hơi đói rồi? Ba, con nấu bánh thánh cho ba ăn nha. Vẫn còn nóng đấy. Con đi lấy cho ba nha. Thôi thôi, không nên ăn thì hơn. Nhớ đâu ăn bánh thánh xong lại không đợi được đến lúc mổ thì ba chết rồi. Thế chẳng phải là làm hỏng bất bánh thánh hay sao? Lại nữa. Ba, đã là lúc nào rồi ba còn nói đùa thế? Được rồi, thế thì không ăn bánh thánh nữa. Tôi đi nấu cho ông bát cháo nha. Được. Đúng thật là. Ba, muốn ăn hoành thánh con làm lắm. Bao nhiêu năm rồi ba vẫn chưa được ăn bữa cơm con gái nấu cho ba. Ba, con xin lỗi, con không chăm sóc tốt cho ba. Ba không nên nói những lời này. Ba, ba đang tìm gì vậy ba? Trong phòng bệnh này sẽ không lắp camera với ghi âm đó chứ? Camera và ghi âm. Phải đó. Ba muốn làm gì? Lại đây con gái. Mật khẩu là ngày sinh của mẹ con đảo ngược lại. Là sao vậy ba? Con cầm lấy. Đây là tiền tiêu vặt mà bình thường con gửi cho ba. Ba không có tiêu linh tinh, mà tiết kiệm từng khoản một cho con đó. Còn nữa, tiền lương hưu bây giờ của ba ở công ty lúc trước được con số này đấy. Chỉ có từng đó thôi. Con gái, con nói con kết hôn mà ngay cả một lễ cưới chính thức cũng không có. Ngay cả của hồi môn ba cũng không chuẩn bị cho con được. Lại vào lúc này, phẫu thuật tim không phải là chuyện nhỏ. Ba có lạc quan hơn nữa cũng phải có trách nhiệm với hai mẹ con. Phải dặn dò hai mẹ con mọi chuyện. Ba, ba đừng có nói những chuyện này nữa mà. Ba cứ giữ số tiền này lại đi. Không không không, bao giờ cũng là ba chăm sóc con gái. Con hiểu mà. Ba không muốn con trưởng thành. Chị trách ba già quá nhanh, khiến cho con gái phải mệt rồi. Ba, con muốn dựa vào ba. Cả đời dựa vào ba. Được. Quắt tay nào. Quắt tay. À đúng rồi, 20 tệ của lão Lý. Con biết rồi mà. Đừng có quên nha con. Con không quên. Con không quên đâu mà. Được rồi, được rồi. Đã hơn 3 tiếng rồi. Không sao đâu mẹ. Mẹ, Dĩ Duyệt, Kiều Yến đến rồi. Đã vào mấy tiếng rồi mà giờ vẫn chưa ra chứ. Mẹ, tuy phẫu thuật ở mức độ rủi ro nhất định, nhưng cô đã phân tích dữ liệu của tất cả các phẫu thuật rồi. Tỷ lệ thành công không thấp đâu. Bác sĩ Từ Mẫu Chính là chuyên gia phẫu thuật tim của Trung tâm Trị liệu Tế Mông Ưng. Tỷ lệ các phẫu thuật thành công của ông ấy lên đến 97,8%. Bệnh biến chứng ngắn hạn và tỷ lệ tái phát cục mồ đều rất thấp. Là tay mổ vàng trong giới phẫu thuật tim đấy. Ngoài bác sĩ Mẫu Chính thì trợ lý số 1, số 2, số 3 và bác sĩ gây tê đều là đội ngũ cố định đi theo mấy hơn 10 năm đây. Vậy thì tốt quá. Vậy mẹ yên tâm rồi. Mẹ yên tâm là tốt rồi. Phẫu thuật còn mất một lúc nữa. Hai người cứ nghỉ ngơi trước đi. Nếu vẫn không yên tâm thì có thể xem dữ liệu phản hồi đồng bộ của ca phẫu thuật. Còn con sắp xếp thêm một nhóm chuyên gia khác.
giám sát dữ liệu cùng lúc, hai tổ nhân viên, hai lớp đảm bảo, cứ việc yên tâm. Những thứ này đều là do anh làm suốt đêm hay sao? Đều là những việc anh nên làm thôi. Tiểu Bảo cũng rất lo lắng cho mọi người. Yên tâm đi, chúng ta cùng nhau cố gắng. Cảm ơn. Bác sĩ Từ, tình hình thế nào rồi? Cuộc phẫu thuật rất thành công. Ông rất giả rồi. Cảm ơn ông nhé. Cảm ơn bác sĩ. Đi thôi. Chân gà thơm quá. Anh là đồ biến thái hả? Anh ba, ba tỉnh rồi hay sao? Bà thấy thế nào chứ ba? Đau. Thẳng tay vào. Trong hợp đồng lúc nào thì thêm vào một bảo vệ an toàn cá nhân cho tôi chứ? Không thêm. Cô đến rồi à? Kiều Yến, Tiểu Duy đã nói với cô mọi chuyện rồi. Cô cũng nhắc nhở cháu, trước mắt dù là chuyện gì hay là ai, cũng không thể chặn đường của Hạ Thị được.
Cháu thì hay rồi, là vì một người lạ bị bệnh mà ảnh hưởng đến công việc của mình. Đó không phải người lạ, đó chính là ba vợ của cháu. Một cuộc điện thoại là giải quyết ổn thỏa ngay, sao lại phải lãng phí thời gian như vậy chứ? Cô, có lẽ có người nhà ở bên cũng rất quan trọng đó. Cô yên tâm đi, chuyện công việc cháu sẽ xử lý tốt. Dẫn cô đến phòng bệnh thăm hỏi đi. Bên đây. Ba, mẹ. Cô à, đây là mẹ. Đây là cô của Kiều Yến đó. Bà thông gia sao? Bà khách sáo quá. Bà bận như thế mà vẫn đến thăm ông Tần nhà tôi. Mau ngồi đi, ngồi xuống. Cô để cháu, mời cô ngồi à. Ngồi đi. Bà ăn một chút hoa quả nha bà. Không cần khách sáo. Thế thì uống cốc nước nha. Duyệt Duyệt, mau đi rót nước đi con. Không cần đâu. Ông Tần, ông không biết lần này con rể ông đã giúp đỡ nhiều thế nào đâu. Nếu không tôi và Duyệt Duyệt cũng chẳng biết phải làm thế nào hết. Kiều Yến là chàng rể tốt. Ba, mẹ, nghe bà nói kìa. Đều là gì con nên làm thôi. Cô Kiều Yến, gen nhà bà xuất sắc thật đấy. Lần đầu tiên tôi gặp Kiều Yến, tôi đã nghĩ sao lại có chàng trai đẹp trai như thế rồi. Hôm nay nhìn thấy bà, đúng là một đại mỹ nhân. Bà nói xem sau này Duyệt Duyệt và Kiều Yến sinh con thì đứa bé đó chắc chắn phải đẹp lắm, có phải không nào? Mẹ, đúng vậy, đông vui thế nhỉ. Chào cô chú. Cô cũng ở đây hay sao? Ba, mẹ, đây là bạn tốt nhất của con, Ôn Cố. Đứa trẻ này khách sáo thật đấy. Con đi từ xa thế đến đây nên làm mà cô. Tổng giám đốc Hạ, tôi đã lấy thứ anh cần rồi. Ba, mẹ, con có chút công việc, con phải về một chuyến đây. Đi làm việc đi, ba đi làm việc đi con. Ở đây có chúng ta rồi. Đúng đó, con đi làm việc của mình đi. Ba mẹ cứ giao cho tôi. Ý tôi là cô chú, còn có tôi nữa mà. Cậu đi đi. Có vấn đề gì thì cứ hỏi anh bất cứ lúc nào nha. Cô à, chúng ta về thôi. Vậy thì ông nghỉ ngơi cho tốt nha. Bà đi thông thả. Bà đi thông thả. Đi thông thả. Cháu xem này, vừa nãy còn chưa lau miệng sạch nữa mà. Có muốn ăn nữa hay không? Có muốn ăn không nào? Muốn ăn cái gì sao? À, ăn cái này nè. Tại sao Tiểu Bảo lại đột nhiên gần gũi với một người lạ như thế chứ? Chắc là vì Dĩ Duyệt làm công việc bác sĩ tâm lý cho trẻ em lâu năm, cho nên cô ấy có những đặc điểm riêng thu hút trẻ con. Lúc trước cô cũng nghĩ là Tiểu Bảo vốn là tính trẻ con, có lẽ sẽ đột nhiên thích một người. Nhưng mà hôm nay nhìn thấy Tiểu Bảo, đột nhiên lại thấy chuyện này thật sự chỉ đơn giản thế thôi hay sao? Ý cô nói Dĩ Duyệt cố ý tiếp cận Tiểu Bảo. Việc này tuyệt đối không có khả năng. Cảm ơn anh nha. Để đến thăm ba của tôi. Chị dâu, cô khách sáo với tôi làm gì chứ? Tôi đi trước nha. Đợi đã, tôi có chuyện muốn hỏi anh. Chuyện gì vậy? Lúc trước tôi thường thấy những bức ảnh bóng lưng của con gái ở chỗ của anh đó. Tôi còn tưởng là cô Lâm, nhưng bây giờ xem ra có vẻ không phải rồi. Tất nhiên không phải rồi. Vậy thì là ai? Chuyện này tôi không biết có được nói hay không nữa. Vậy thì thế này đi, tôi đổi một câu khác nha. Anh nghĩ là trên đời này người hiểu Nhược Vi nhất sẽ là ai đây? Chị dâu, chúng ta có phải là người lạ đâu chứ? Cô muốn hỏi gì tôi nhất định sẽ trả lời đúng sự thật. Thông minh, anh cũng biết con người của tôi bán đứng bản thân cũng chẳng giấu giếm gì hết. Sau này anh có vấn đề gì thì cứ đến hỏi tôi. Được thôi, được thôi. Bây giờ có thể nói rồi chứ? Mấy năm nay anh của tôi vẫn luôn mơ thấy bóng lưng của một người con gái. Anh ấy muốn tìm được người con gái trong mơ đó. Nhưng mà chị dâu, cô cứ yên tâm đi,
Tôi thấy cô gái đó giống không tồn tại. Người con gái trong mơ. Vậy có nghĩa là người con gái đó giống không tồn tại hay sao? Chắc chắn là không tồn tại rồi. Chị dâu, tôi đi trước nha. Ông âm thầm đi điều tra tư liệu về Tần Dĩ Duyệt. Tư liệu của bà Hạ, lúc trước bà đã xem rồi. Lần này thì khác. Tôi muốn xem mối liên hệ giữa cô ta và Tiểu Bảo. Tôi không tin trên đời này có chuyện gì trùng hợp cả. Dừng. Alo, Kiều Yến. Mẹ, sao chỗ của mẹ ồn quá vậy? Con đã làm việc xong chưa? Con vừa mới làm việc xong. Có chuyện gì không ạ? Vậy con mau đến bệnh viện đi. Đến bệnh viện? Xảy ra chuyện gì hay sao? Mọi người đi đường vất vả rồi. Không vất vả, không vất vả. Con bé này thật là. Tôi nhớ lúc còn nhỏ, bây giờ đã lớn rồi. Anh không nhìn nhầm, cũng không đi nhầm phòng đâu. Nhắc nhở thân tình nhé. Bây giờ anh muốn chạy cũng không chạy được. Bọn họ 8-9 phần là đến vì anh đó. Họ hàng đầy đủ thế này cũng không dễ dàng gì đâu. Lâu lâu biết gặp lại đúng hay không? Đúng thế. Cháu chào cô chú, vất vả cho mọi người rồi. Xa xôi thế vẫn đến thăm ba cháu. Mời mọi người ăn qua quả à. Không vất vả, Duyệt Duyệt cũng lớn rồi. Xinh lắm Duyệt Duyệt. Chào mọi người. Đẹp trai quá, hành động cự ly gần, bất lịch sự. Anh Kiều Yến à, chụp tự sướng một cái nhanh. Đây là con gái của cô, nó học y, cũng là vì từ nhỏ đã ngưỡng mộ Duyệt Duyệt. Năm nay vừa tốt nghiệp. Tổng giám đốc Hạ, bộ phận công nghệ trị liệu của công ty cháu có thiếu người hay không? Em ấy học ngành gì à? Bác sĩ thú y, học chính vì ngựa. Có lẽ công ty của cháu không hợp cho lắm đâu. Cháu có thể giới thiệu em ấy vào viện khoa học nông nghiệp. Anh à, có thể kết bạn WeChat với em không? Anh Kiều Yến, em cũng có thể kết bạn WeChat không? Không giống với trên mạng gì hết, không làm kiêu chút nào. Đúng thế. Đúng vậy đó. Người giỏi. Chào cô chú. Các cậu đến rồi hay sao? Sao lại đông thế chứ? Mình cũng không biết nữa. Cậu đi siêu thị với mình nha. Đi siêu thị nha. Chú nói muốn một bộ bài poker. Chú ấy sắp chán mất rồi. Được, đi thôi. Em rể à, tôi đặt mấy thùng hoa quả chuyển đến bệnh viện rồi. Phiền anh và Đinh Phóng chuyển lên giúp tôi nha. Tại sao lại là hai người họ? Không có gì, chỉ vì muốn nhìn thấy họ cùng chung một khuôn hình thôi. Được rồi, đi thôi. Mẹ, con đi nha. Cô chú, bọn cháu bận chút việc đã. Phải rồi, bọn trẻ nhiều việc mà. Xinh đẹp thật. Cậu kia, có chào không? Lệ mề quá. Đợi đã. Lỗ chân lông nhỏ và sạch, nhưng mà trắng như mũi dầu nhờn bóng. Có chăm sóc da, nhưng mà không tỉ mỉ. Nước hoa nam hương gỗ, tươi mát nhưng mà tẻ nhạt. Gu theo số đông, nhưng mà rất bình thường. Áo phông dệt pha của thương hiệu nội thất gia đình Nhật Bản, giá cả phải chăng và thoải mái, nhưng mà không đủ tinh tế. Cạnh móng tay sạch sẽ và nhẵn nhụi, có mùi thuốc khử trùng, chắc là nước rửa tay của bệnh viện. Từ cơ bắp, dùng da và dùng ngực có thể thấy tỷ lệ mỡ trong cơ thể vào khoảng 10-13%. Tôi vốn tưởng là lần đó ở quán lẩu đã là cực hạn của hai chúng ta rồi.
Không ngờ anh có thể lựa chọn không nói gì hết. Trong không gian nhỏ hẹp như thế này, anh vừa nói chuyện là sẽ khiến không khí tràn ra, thổi vào tay của tôi, không dễ chịu cho lắm đâu. Đừng cử động. Hà Kiều Yến nói thế thật hay sao? Đính hôn từ bé chỉ là nói đùa thôi. Anh ấy nói không có chuyện này. Anh ta không lừa cậu đấy chứ? Không đâu, anh ấy không phải loại người đó. Mình thấy cậu đó, bây giờ đúng là thích Hà Kiều Yến lắm luôn rồi. Cậu ăn đồ ăn vặt đi, để chặn miệng cậu lại. Người cậu muốn chặn không phải mình. Dù Hạ Kiều Yến không quan tâm đến chuyện đính hôn từ bé, nhưng mà Lâm Duy thì rõ ràng không phải như vậy. Cô ta chẳng những xuất hiện ở dạ hội chói mắt như thế, mà còn đường hoàng đi làm ở Hạ Thị. Rõ ràng là đang nói cho cậu biết cô ta mới chính là chính chủ. Nếu mà cậu thật lòng thích Hạ Kiều Yến thì phải cẩn thận hơn. Đừng có trách mình không nhắc nhở cậu trước. Tình trường như chiến trường. Đi thôi. Anh muốn chuyển 2 thùng hay sao? Sao nào? Bỏ xuống trước đi. Hợp tác là gì? Mấu chốt của hợp tác nằm ở sự công bằng và phân phối hợp lý. Tổng cộng có 3 thùng hoa quả, 1 thùng nặng 3 cân, tổng cộng là 9 cân. Tôi thấy cách hợp lý nhất là anh 1 thùng, tôi 1 thùng, thùng còn lại anh và tôi cùng chuyển. Cũng có lý. Nhưng vốn dĩ tôi cũng không định từ bê. Tôi cũng nghĩ thế. Chìa khóa cho sự tiến bộ của loài người là sử dụng công cụ. Làm cùng nào. Dĩ Duyệt miêu tả anh quả nhiên không sai. Sao vậy? Trưởng phòng tư của bộ phận R&D cho rằng thiết kế mới của dòng tay ảnh hưởng đến việc sử dụng sản phẩm. Nhưng mà Lucas vẫn khá kiên quyết, nên hiện giờ hai người đang căng lắm. Tôi biết rồi. Đã xảy ra chuyện gì hay sao? Đợi tôi một chút. Công ty có chút chuyện, tôi quay về một chuyến đã. Chỗ ba mẹ nói giúp tôi một tiếng nha. Anh mau đi đi. Chuyện gì vậy? Tình địch gặp nhau đỏ cả mắt. Anh nói xem hai người họ liệu có đánh nhau hay không. Chuyện ba của cô bị bệnh đã ảnh hưởng đến công ty và công việc của Kiều Yến đó. Dạo này vì chuyện vòng tay nên Kiều Yến cực kỳ bận rộn. Tôi hy vọng cô đừng làm phiền đến công việc của anh ấy. Nếu mà không thì tôi sẽ không để yên cho cô đâu. Chuyện riêng của bọn mình có liên quan gì đến cô ta không? Đừng nhìn nữa, đừng có nhìn nữa, đi xa rồi. Dây vào miệng cọp. Dĩ Duyệt. Dĩ Duyệt thực sự thích Hạ Kiều Yến rồi. Dược Vi, cô có quen người đó hay không? Lúc tôi đến, anh ta đã ngồi chỗ cô rồi. Không có gì đâu, anh đi làm việc đi. Bạn trai cô ta sao? Không phải chứ, kém quá. Em gái, em làm gì vậy chứ? Cái túi này mấy chục nghìn lận. Em nói với anh rồi, đừng có đến công ty của em. Tại sao lại đến đây nữa? Em thấy là không đúng đâu. Em nhảy việc thì phải nói với người ta một tiếng chứ.
Anh tìm vất vả lắm đó. Thật là. Anh hỏi em chuyện này nha. Em nói xem chỗ này có phải là khu công nghiệp đắt nhất thế giới hay không? Em lại bám được anh giám đốc nào hay sao? Chủ tịch hả? Đây là nơi tôi làm việc đó. Có chuyện gì thì anh ra ngoài nói đi. Không cần không cần, anh ở đây cũng được mà. Anh đứng lên cho tôi. Lập tức. Lãng phí quá đi. Nếu không tôi gọi bảo vệ cho coi. Tôi nói cho anh biết, tôi không sợ mất mặt đâu. Vivi. Vivi. Chào buổi sáng. Vivi. 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 Lần này lại là chuyện gì nữa đây? Cho anh mượn 200.000 tệ đi. Anh lại đi đánh bạc nữa hả? Anh không đánh bạc. Lần này là một người bạn của anh rủ anh nhập bọn. Kết quả việc làm ăn thua lỗ, còn mất vào đó 300.000 tệ. Anh cũng không đòi em luôn cả 300.000 tệ. Em cho anh 100.000 tệ trước đi. Ngoài trả nợ, còn sửa sang nhà cửa nữa, tiền sinh hoạt của anh và mẹ. Còn nữa, năm sau anh kết hôn với bạn gái. Trước khi anh nói dối, anh viết bản thảo trước được không? Anh thế này mà cũng đòi có bạn gái đi hay sao? Còn nữa, tại sao lại sửa sang nhà cửa gì nữa? Và chúng ta là vườn hoa của bạn hậu hay sao? Năm nào cũng phải sửa lại một lần. Anh có thể tìm một công việc đàng hoàng để nuôi gia đình được không? Em cứ nói thẳng, có cho mượn hay không đi. Em kiếm được nhiều tiền thì ít nhiều gì cũng phải gánh vác phần nào cho gia đình chứ. Đây là lời mà người làm anh như anh nên nói hay sao? Em gái, thật ra trong lòng của anh vẫn luôn lo cho em. Mấy năm nay kiếm sống ở bên ngoài, nhất định phải chịu nhiều vất vả khổ sở. Thật ra anh, xin lỗi em yêu, anh đến muộn rồi. Sau này những loại chuyện này nên nói sớm với tôi, cứ giao cho tôi. Bảo bối của tôi đã có tôi chăm sóc, có tôi ở đây thì cô ấy không phải chịu khổ. Dần đôi đi. Anh bị điên hả? Anh trai, anh cũng vừa nghe thấy rồi đó. Sau này đừng có gọi em gái gì nữa. Ngáy đến tận cổ rồi. Cô ấy không muốn gặp anh mà. Biết điều thì mau đi đi. Cậu là ai? Anh là ai? Cô ấy là em gái của tôi. Anh ấy là anh trai của tôi. Anh, xin lỗi anh. Anh mau đi đi. Đi. Sao vậy? Sao mà thần bí quá vậy? Không phải chứ. Cậu tìm được ở đâu vậy? Tại sao lại có mùi của chất khử mùi như vậy hả? Cái nhẫn nhỏ bé đáng thương lại bị phủ bụi trong nhà vệ sinh lâu như thế. Đúng là phải tội mà. Nhà vệ sinh. Nhưng mà cậu có nghĩ đến không? Cái nhẫn này xuất hiện không sớm không muộn, và lại đúng lúc này. Điều này nghĩa là gì? Nghĩa là cậu nên dọn dẹp nhà rồi. Mình hỏi cậu, cái nhẫn này có phải Hạ Kiều Yến tặng cho cậu hay không?
Đúng. Cho nên cái nhẫn này có phải là tượng trưng cho thân phận bà hạ của cậu hay không? Có phải không? Thì chắc là đúng. Cho nên cái nhẫn này rõ ràng là đang nhắc nhở cậu nên thực hiện quyền lợi của bà hạ của mình, sấm sét xuất kích, đánh đuổi cái địch xâm lược, bảo vệ người đàn ông của cậu, phải không? Vậy sao? Cậu tích cực hơn cho mình đi được không? Chú sắp hồi phục và xuất viện rồi, cậu phải đối mặt với nguy cơ tình cảm của mình nữa. Mình đi đây, mình muộn rồi, cậu tự lo cho bản thân đi nha. Tạm biệt. Cuối cùng cũng xuất viện rồi. Thế này gọi là gì nhỉ? À đúng rồi, đại nạn không chết, ắt có phúc vậy sao? 20 tệ đó của tôi lại nữa rồi. Ba, chú Lý nói 20 tệ đó của ba, đợi ba xuất viện phải đại chiến 300 hiệp với ba. Ông già này, xem tôi về xử ông thế nào đi. Ông không có cơ hội xử người ta đâu. Sao vậy? Bác sĩ nói rồi, ông thiếu vận động nghiêm trọng, cho nên sau khi xuất viện, ngày nào tôi cũng dẫn ông đi bộ hết. Tôi còn mấy năm nữa thôi, nếu không được chơi thì thiệt quá rồi. Vậy thì tôi hỏi ông, nếu lần này ông chết thì ngay cả cháu ngoại ông cũng không gặp được, ông có thiệt hay không? Vậy thì thiệt quá rồi. Ba mẹ còn sống thêm 100 năm nữa mà. Vẫn là con gái biết ăn nói. Kiều Yến đâu rồi? Đúng ha, ba con xuất viện, chuyện lớn như thế này sao nói không đến chứ? Có phải con không nói với nó hay không? Mẹ, chủ yếu là con không muốn làm phiền đến công việc của anh ấy. Cũng tốt. Mẹ, Tiểu Bảo đến rồi. Ba, mẹ, con bận như thế thì không cần đến đâu, nên làm thôi mẹ. Em còn tưởng là anh không đến nữa chứ. Trên đường đến đây anh vẫn luôn họp qua điện thoại nên không trả lời em được. Ba, mẹ, xe đã chuẩn bị xong rồi, con đón ba mẹ về nhà nha. Vậy được, chúng ta đi thôi. Đi, đi nào. Đừng có ăn thịt nhiều quá, ông phải ăn nhiều rau vào. Ông vừa mới xuất viện, không có rượu để uống hay sao? Vừa xuất viện uống rượu cái gì chứ? Được, Tiểu Bảo cũng ăn nhiều vào. Ba, vẫn là con gái thương tôi. Mẹ, mẹ cũng ăn đi. Vẫn là con rể thương tôi. Con gái ăn đi. Tiểu Bảo của chúng ta ngoan quá ta. Nào, gọi bà ngoại đi con. Mẹ, xem trí nhớ của mẹ này. Không gọi, không gọi, không gọi. Bà ngoại. Gọi. Gọi tôi hả? Chứ gọi thêm một tiếng nữa đi. Bà ngoại. Giỏi quá. Tiểu Bảo, gọi ông ngoại đi con. Ông ngoại. Gọi ông đấy. Đứa bé này hôm nay làm sao vậy? Hiểu biết rồi hay sao? Giỏi quá đi. Tiểu Bảo, gọi ba đi. Gọi ba đi. Tiểu Bảo, mau lên gọi ba đi con. Gọi ba đi. Anh Hạ, phải tiếp tục cố gắng rồi. Thực ra cũng không sao, trẻ con đều như thế. Biết đâu ngày mai lại gọi nghe ấy mà. Đừng có vội. Đúng thế, nào ăn cơm đi. Mau ăn đi. Nè, Tiểu Bảo, Duyệt Duyệt cũng ăn đi con. Alo, Kiều Yến. Tổng giám đốc Giả nó muốn gặp chúng ta ở ngay khách sạn tổ chức tiệc tối của công ty ông ấy. Có vẻ như ông ta đã suy nghĩ về việc hợp tác với chúng ta. Được. Như thế này đi, cô gửi địa chỉ khách sạn cho tôi. Trước khi tiệc tối kết thúc tôi nhất định sẽ đến. Ba, mẹ, con có chút chuyện, con phải đi trước đi. Có việc thì cứ mau đi đi. Còn chưa ăn xong bữa cơm nữa. Tiểu Bảo, chúng ta về nhà trước. Hay lặng thêm một chút nữa, hai người chưa ăn được gì mà. Tạm biệt Tiểu Bảo.
đi đường cẩn thận nhé. Mẹ con đi đây. Khách sạn? Có chuyện gì mà phải hẹn nhau ở khách sạn chứ? Tiệc tối sao không dẫn mình theo? Mình là vợ của anh ấy mà. Mình nói con bé này, con ăn xong rồi lại nằm. Mẹ đẻ ra một bé lợn đấy hay sao? Con đi ra ngoài một chút đây. Con đi làm gì đấy? Vườn sau của bé lợn của ba mẹ cháy chuồng lợn rồi. Là sao vậy chứ? Chị em, hãy dâng lên chiến bào của cậu đi. Cái gì? Thì cậu nói tình trường với chiến trường mà. Mình phải ứng chiến đây. Đúng rồi, cái mặt nạ cậu đang dùng cũng phải chuẩn bị cho mình nữa. Cậu bỏ xuống đi, nhỏ mọn thế hả? Nói cho mình biết thời gian, địa điểm, nhân vật. Khách sạn tối nay, Hạ Kiều Yến và Lâm Duy. Buổi tối ở khách sạn sao? Thảo nào cậu kéo còi báo động cấp 1. Đúng là cậu nên chăm sóc da mặt thật tốt. Lâm Duy đó không phải là nhân vật tầm thường đâu. Cẩn thận bị thua cô ta cho coi. Cho nên chẳng phải mình đến tìm cậu mượn trang bị rồi đấy sao? Phải nhờ đó cộng điểm rồi. Màu da này đúng là bật lên mấy tông luôn đó. Cậu đúng là cô tiên đỡ đầu của mình. Cô thiếu mỗi xe bí ngô thôi. Cái này cũng có luôn. Chào cô, xin hỏi là xe bí ngô mà anh khách 6623 đặt phải không? Đàn anh, tại sao lại là anh chứ? Mình gọi đến đó. Bây giờ là giờ cao điểm buổi tối, khó gọi xe lắm. Vậy thì làm phiền anh. Lên xe đi. Mình đi nha. Bye bye. Đợi đã. Ông làm gì vậy hả? Sao vậy? Sao vậy hả? Ông chụp trộm đúng không? Ai chụp trộm cô chứ? Cô bỏ tay ra, đến đồn cảnh sát với tôi. Đi, đi, nhanh lên. Làm gì vậy hả? Ông còn dám chụp trộm nữa hay không? Tổng giám đốc giả.